Hình như mấy ông xem video của tôi mà không súp cho tôi thì phải. Súp cho tôi đi mấy ông. Ấy, vô xin nhờ mình trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ chơi tiếp tựa game Onslaught Tower Defense nha. Thì hôm nay mình sẽ gọi là hướng dẫn các bạn cách mà chơi cái đội hình mà để các bạn đi story map và nhận được nhiều xem nhất có thể. Thì đây là một cái yêu cầu của khá là nhiều bạn trên kênh của mình sau khi mà mình hứa là mình sẽ làm cái video này. Rồi thì nếu mà các bạn đã mong chờ vậy thì ok, mình sẽ bắt đầu làm thôi. Rồi thì đội hình này cũng gần như là cái đội hình mà đi farm story mode mình rồi đó bạn. Chỉ có điều là mình cần phải xóa phong trụ này ra. Sau đó mình sẽ đổi bằng một cái con nào đó nó ổn áp hơn để thủ đầu. Mình sẽ chọn con đó là nát sư bạn, vừa rẻ mà vừa khỏe. Đó, chỉ có nát sư thôi. Thì cái vấn đề mà kiếm quân của mình dạo này nó cũng hơi khúm núm bạn. Rồi, ok, kiếm được các bạn. Rồi, thì bây giờ mình sẽ gọi là lựa một cái map nào đó hợp lý để mình farm đam. Thì cái map mà hợp lý nhất mà mình suy nghĩ được đó chính là cái map Jojo phải, map mà vampire ấy. Đây, map này nè bạn. Rồi thì map này nè, nó sẽ gọi là ổn nhất cho mình. Tại cái map này nó vừa hẹp mà nó vừa gọi là khúc khuỷu, nó sẽ ngon cho mình. Rồi thì đối với cái map này thì mình sẽ lựa cái map mà lực nhất các bạn. Đó. Mình không có lựa mấy cái map mà nó gọi là quá là nhiều đường thẳng, mình lựa cái map mà nó nhiều cái mà khúc khuỷu để cho mà khi mà mình chơi sử dụng cái con Death Note đó mình sẽ gọi là có cái cơ hội mà tiêu diệt được nhiều quái nhất có thể. Rồi, hãy cùng xem là mình vận dụng cái đội hình này như thế nào. Let's go. Rồi thì trước tiên thì mình đã lúc trước mình đã từng nói rồi, các bạn phải đối mình thì mình sẽ thủ ở dưới này bạn. Ở dưới này là một cái nơi mà thủ ổn nhất của mình, nó sẽ bị mấy con quái nó bị làm chậm lại, mình sẽ dễ thủ nhất. Rồi thì trước tiên mình sẽ đặt nát sư để thủ. Cái điều này là cái điều đương nhiên rồi, tại nát sư nó có khả năng thủ đầu rất là khỏe. Mình nói rất nhiều lần rồi, nát sư là một con thủ đầu rất khỏe đó. Rồi thì ngay vị trí này nó sẽ gọi là tiêu diệt được mấy con quái nhiều nhất có thể. Mục tiêu của mình là gì? Mục tiêu của mình là cố gắng dồn thật là ít tiền để thủ mấy cái con quái ở quay đầu này nhẹ nhàng, sau đó là mình sẽ dồn hết tâm trí để chơi Death Note bạn. Đó thì mình sẽ gọi là một phát Death Note tính tiền hết cả đám. Đó chính là chiến thuật của mình. Và mình sẽ đem theo một cái con gọi là Ray để mình trì quản mấy con quái lại bạn, để quái nó tụ là thiệt là nhiều. Vào tầm cái quay thứ 11, 12, 13, 45 mình sẽ sử dụng Ray thật là nhiều ở trên cái đường đi. Nó sẽ làm chậm được nhiều con quái nhất có thể để cho mình có thể gọi là tụ quân lại để mình ký sổ phát. Thì cái map này, cái vị trí mà chính giữa mình nghĩ là ngay đây nữa bạn. Đó, nó sẽ bao quát được hết cái mà đoạn đường này. Đó, thì đó là những thứ mình muốn nói cho bạn. Giờ thì cứ nét quay thôi, tại cái quay đầu nó cũng chả có gì gọi là quá khó khăn với mà con nát sư này. Nát sư mình sẽ úp nó lên một cấp luôn và tất cả mọi thứ sẽ được giải quyết bạn. Úp lên một cách là mình sẽ bắt đầu gọi là thoải mái trong cái việc mà farm mấy bạn. Đó thì nếu mà được thì mình sẽ gọi là đẩy một con ở lên trên để nó bắt đầu gia tăng được chiến đấu, mà mình nghĩ là cái điều đó là không cần thiết. Tại vì một con nát sư thôi là mình có thể thủ hết rồi, lại mình cần phải dồn tiền để farm bạn. Đó nên cái video này mình nghĩ là sẽ là khá là mình sẽ nói chuyện khá là nhiều các bạn đây. Rồi ok, rồi chỉ là không đủ tiền để mình úp con nát sư lên. Ok, không đủ tiền để mình ra con Bulma nên mình sẽ úp nát sư chứ, mình nhầm. Rồi thì đó là một cái mà điểm mình ha, mình không biết nói gì nữa. Nói chung là thôi, giờ các bạn muốn mà mình làm video về cái mà vấn đề gì thì các bạn cứ comment nhé, mình sẽ cố gắng làm. Thì nói chung là bây giờ mình cũng gọi là quân năm sao mình cũng gọi là nhiều đó, mình nghĩ là đủ quân để gọi là làm cái mấy cái đội hình theo yêu cầu của bạn đó. Đó thì các bạn mà muốn làm gì thì mình làm, mà mình đang suy nghĩ một số đội hình như là Thất Vũ Hải á, mình sẽ cố gắng làm cái đội hình đó, cũng như là một vài cái đội hình mà nhân vật chính nè, mình cũng thấy nó khá là hay đấy, để coi mình chơi được hay không nha. Rồi thì đây bạn hãy cùng xem mình thủ cái quay này như thế nào nha. Rồi khá là nhiều quái đấy, nếu mà mình net quay thì mình sẽ không được tiền nên là mình sẽ không net quay. Vào cái quay đó mà mình cần phải gọi là net liên tục thì lúc đó mình sẽ net, còn bây giờ thì không, mình sẽ để cho quái nó bị giết bằng cái con nát sư của mình để mình có nhiều tiền nhất có thể. Chắc là video này sẽ có nhiều cảnh tua nhanh đây, bắt đầu nhẹ nhàng tua nhanh cho các bạn xem con nát sư làm gỏi mấy này thôi.
Rồi, vậy là tới cái đoạn gần kết nữa các bạn. Đó, cũng khá là nhanh thôi. Mình đã gọi là tua nhanh ít năm cho các bạn mà làm gì không nhanh được đúng không? Còn mình thì ngồi đây đợi nãy giờ nghe mòn háng luôn rồi. Rồi, thì mình sẽ qua đây trước để mình bắt đầu úp cái con Bulma lên. Đấy, thì các bạn phải tin tưởng quân của mình. Tại vì con nát sư này mình biết là cái độ mạnh của nó rồi, nên là mình rất là tin tưởng đó. Rồi, úp cái con này lên. Sau khi mà giết con này xong thì nó sẽ nét quay và sẽ có tiền cho mình. Đó, quan trọng cái này là bạn phải chờ đợi bạn. Các bạn mà muốn gọi là farm trong đây các bạn phải chờ đợi xíu mới được. Đó, bây giờ thì mình sẽ được 400. Mình cần phải úp con này lên một cấp nữa thì mình mới có thể đặt con ray được. Tại vì hiện tại là nó vẫn chưa có đủ mà cái sao nhỉ? Nói sao cho bạn hiểu nhờ, vẫn chưa có đủ mà cái lượng tiền cho mình mỗi ngày. Ê, mỗi một cái quay bạn nên là mình chưa có đặt ra được. Rồi đó, nên là cái quay 4 này lại tiếp tục là một cái đoạn tua nhanh nữa rồi. Tua thật là nhanh cho các bạn xem mình úp cái con lên sau đó đặt cái quân gì ra thôi nào. Rồi, vậy là xong quay 4 nha các bạn. Thì mục tiêu của quay 4 là mình phải úp cái con lên cấp 2 cái đã. Đây, thì mình cần phải úp con này lên gấp. Tại vì các bạn hiểu đó, nó đã ra pháo full 2. Pháo full 2 mình không úp cái quân này lên thì mình sẽ ăn hành với con này ngay. Mình phải úp con pháo full, mình phải úp cái con lên cấp 2 cái đã. Đấy, úp lên xong. Rồi, vậy là hợp lý đó. Mình sẽ bắt đầu tập trung lên trên nó hủ các bạn đó. Rồi, bắt đầu con Ray của mình sẽ lên đây để gọi là gia tăng trong trận đấu lên. Con Ray mình sẽ đặt ngay ngay đâu nhỉ? Đây luôn nha. Ừ, nghe đây đi ha. Đặt con Ray ngay đây, úp nó lên để cấp nó đủ cao cao xíu, nó đấm phát chết hết mấy quái ở đây thì nó sẽ gọi là good cho mình, cũng như là good cho bạn. Này sao không cần phải xem tua nhanh nữa, nãy hai đội tua nhanh các bạn cũng hơi nhàm rồi, mong là các bạn sẽ không gọi là out video sớm. À, rồi thì bây giờ sẽ gọi là dồn tiền úp con Ray lên để nó hủ. Dạ, cái góc cuối của con Ray nó khá là chua tiền các bạn, nên là cứ bình tĩnh đã. Rồi bây giờ mình sẽ net quay, thì trong lúc net quay mình sẽ đặt thêm một cái nhà tiền nữa để tiền nó kịp đẻ ra cho mình. À, thì mấy con này nó chắc ăn là nó chưa chết đâu bạn. Đó, mấy con này chắc ăn là bây giờ nó sẽ chưa đủ đam để mình giết đâu. Giờ mình sẽ đấu với con Lanner, là con Lanner 500 mấy máu nè, khá là nguy hiểm đấy. Úp con Ray lên đã, đặt nó thành chế độ lát để nó gọi là đấm thông minh một xíu. Đấy, rồi thì có vẻ như là nó cũng không thông minh nhiều lắm. Rồi nói chung là được nhiều hay nhiều bạn, mình cũng không có trông chờ con Ray này, tại vì mình không có đem theo quân ở thủ đầu mạnh hết. Con Ace này là để mình dùng để mình thủ mấy con bay bạn. Thì mình nghĩ là nếu mà thay được thì mình nên thay cái con Ace này bằng cái con Sasuke các bạn. Sasuke mình sẽ gọi là có khả năng thủ E nếu mà mình úp nó max cấp. Đó, đại khái là vậy. Và đối với cái này thì mình vẫn chưa có đủ bạn. Rồi bây giờ mình cần phải net quay, úp cái con lên cái đã. Úp con lên thì sau khi qua quay mình sẽ đủ tiền để mình ra lên úp cái con lên cấp. Rồi bây giờ sẽ chỉnh thành strong gear. Đấy, làm chậm lại lại bắt đầu đấm đó. Rồi, có vẻ đấm nó cũng không có mềm được các bạn, nó vẫn còn cứng quá. Rồi ok, cứ cho nó lủng qua đi, lủng qua xong mình sẽ đặt một con A ở đây để thủ. Con A ngay đây nó sẽ gọi là giải quyết hết tất cả mọi vấn đề của mình. Úp con này lên một cấp, chỉnh nó thành lát, chỉnh nó thành cho nghiệp đi. Đó, nó sẽ phan chết này cái nè, con này vô đây là nó phan bởi đầu liền nè. Đấy, ây ạ, con này kỳ thế nhờ. Rồi ok, vậy là cũng ổn rồi đó, phan chết cái con cloner cái đã. Rồi nó không phan cho mình con cloner luôn. Rồi chết cloner, giờ nó sẽ qua đây nó sẽ bị ăn hành đó bạn. Rồi với con Ray thì bây giờ ở tiếng trên nó thủ gọi là ổn áp hơn đó bạn. Đó, khi mà không nói đâu mấy con kia thì nó thủ rất là ổn. Rồi bây giờ tới mấy con bay nè. Vậy mà để lũng con bay nha, mình cần phải đặt thêm một con kia thủ nữa. Rồi bây giờ thì hai nhà farm map nó rất là ổn áp rồi đó. Bây giờ nếu mà cần thì mình chỉ cần thêm một con A ngay đây để thủ tiếng trên này thật là dễ dàng thôi. Rồi hợp lý, bây giờ mình sẽ đặt thêm một cái nhà farm nữa. Đó, úp cái nhà farm lên, đẩy cái nhà farm lên cấp. Đấy, vậy là hợp lý đấy. Khi mà tiền mình lên nhiều mình sẽ bắt đầu tập trung vô mấy cái vấn đề khác sao. Bây giờ úp cái này lên 2 cấp, sau mình sẽ đặt một con A ngay đây. Đó, để thủ cái tuyến này nó gọi là an toàn hơn. Rồi, ngon. Mấy con này vô thì nó cũng ăn hành với con A thôi nên không gì phải sắn. Con đây đặt ngay đây thủ hơi đuối nha. Đặt cảm giác nó thủ không có đủ mạnh đó bạn. Đó, đánh cũng gọi là ổn đó nhưng mà cái độ lực thì nó không có bạn. Lượng đam thì nó không có quá nhiều, cũng như là cái mà nói sao cho bạn hiểu nha, lượng đam nó không quá nhiều để mà nó thủ được cái này. Rồi nói chung là lũng thì phải chịu thôi, cái vấn đề mà lũng là chắc chắn rồi. Giờ mình sẽ chỉnh nó thành lát để nó đấm con này vỡ mồm luôn. Ôi 15 máu rồi không đấm nó bể được luôn, phải vô kia mới đấm bể được. Hơi hỏng. Cái này nó nên có một cái chức năng là đánh mấy con gần nhất thì nó sẽ hay hơn các bạn, mà nó không có mấy cái chức năng đó. Đánh cái gần nhất ý mình không phải là first, mà là đánh cái con mà gần cái mục tiêu
gần cái con nhất nè, đó thì nó không có cái đó nên là hơi hơi tệ xíu, nhưng mà thôi kệ đi, từ từ mình nghĩ là game nó sẽ up thêm rồi. Thì mình chắc là mình sẽ làm một cái video mà nói về các bạn update sớm, các bạn update ngày mai các bạn. Rồi ok, thì bánh cái này phân thân ra các bạn, khá là hay rồi đó, bánh mỗi con một cái là ổn đấy, mỗi con một phát rồi ok. Quái nó sẽ chạy ở đây thì nó sẽ đối đầu với ai, up ai lên cấp đấy, hợp lý, up qua netway. Bây giờ thì ôi ba cái nhà farm của mình vẫn chưa có mà ổn áp lắm nha. Rồi up cái nhà farm này mát một nhà đó, hợp lý. Bây giờ mình sẽ thêm một vài cái nữa để up ổn lên mới được. Thì đối cái chiến thuật này thì cũng đây là lần đầu tiên mình sử dụng bạn, nhưng mà mình biết cái chiến thuật này là mình có thể làm được nên là mình vô làm cho bạn xem luôn đó. Thì mình biết cái nào mình có thể làm thì mình sẽ làm đó. Bây giờ thì phải đối đầu với cái đàn này thì không có nào gọi là quá là cứng cáp, mà không có nào gọi là quá là khó chịu hết, nên là ok cứ cho nó qua thôi. Bây giờ thì nguyên cái đàn này 200 mấy 250 máu hả, hai đấm là chết, nhưng mà không biết con kia của mình đấm có trúng hay không. Rồi tập trung farm thôi, không có gì phải ngại ngùng nữa hết rồi. Nếu mà được thì mình có con Rolly thủ ổn hơn mày, nhưng mà mình không có Rolly nên là chịu thôi, sử dụng một vài con này thủ gọi là cũng ngon rồi, không cần phải gọi là quá là cầu kỳ phức tạp đâu. Quan trọng là bạn phải có ba cái quân mà số 1, số 2, số 3 mình nói. Rồi đó, đó là chủ yếu của cái đội hình mình. Rồi để coi cái tiếng này nó thủ nổi không nha, nếu không nổi mình sẽ úp con A lên cấp, mặc dù điều đó sẽ khiến cho cái tiến độ của mình nó chậm lại, nhưng mà không sao, không không chậm lại thì mình thua nó cũng như vậy thôi, đâu cũng vô đó thôi. Rồi hợp lý. Ui nổ choáng tới con A luôn, một trưởng. Rồi con này 700 máu hả, không sao, 700 máu thì chọi tí nó cũng ngẫm của tỏi thôi mày. Chọi con A chọi trước, rồi good, con A chọi trước nó sẽ bị dính lửa, con A nó sẽ chết rất là nhanh thôi. Rồi bây giờ up cái nhà farm lên thôi, nhẹ nhàng. Rồi mình cảm giác up cái nhà farm lên thì mình không đủ tiền, mình sẽ đặt thêm một cái nhà farm khác. Đấy, hợp lý ngay, up cái nhà farm lên. Đấy, hai cấp. Đó, ngon ngay. Tới up cái nhà farm ở trong này lên. Thì khi up cái nhà farm ở trong này lên. Vậy là được ba nhà mát. Tầm chút xíu nữa là mát hết chứ gì. Nếu mà tới quay 14 mình chưa mát mình vẫn up lên luôn các bạn. Quay 14, tới quay 14 mình vẫn up nhá. Tới quay 15 mình bán cũng được nữa. Bán 8 nhà farm, 83 là 24 là đủ một con đó rồi. Là cái quay nó sẽ đẻ mình 20.000 vàng là chắc chắn là mình đủ để đặt dây AMI rồi. Đó, đó chính là cái chiến thuật của mình, kiểu gì mình cũng được lời nên là ok cứ up thôi, thoải mái. Rồi bây giờ thì vô tới đây đó, một fan mình vẫn nát đầu cái này hết nên là không gì phải xoắn hết. Đó trên đây cloner nè, con này mới là thứ cần phải xoắn nè bạn. Đó bây giờ mình phải net quay cái up cái nhà farm lên một cấp, sau đó mình sẽ bắt đầu tập trung con A này để nó ném bể đầu con này mới được. Rồi up con A lên được, đấm bể đầu đi con. Rồi good, vậy là nó bể ra đó bạn, bể ra một con 1.700 máu. Rồi vẫn lo được, vẫn lo được, 1.700 thôi mà bóc. Rồi ok, nếu mà mình cảm giác nó lo được thì mình lại tiếp tục qua đây úp nhà anh thôi. Easy, hai nhà mà hai nhà mát, một nhà này nữa, rồi còn hai nhà nữa là ok, vậy thì cứ ra thêm hai nhà thôi, không gì phải xoắn hết, ra thêm cái nhà nữa. Rồi vậy là ba nhà này sẽ mát trong tầm cái quay sau là ổn rồi. Con này còn 400 mấy máu hả, ok 400 mấy thì được. Rồi bây giờ vô đây mỗi em một đấm, mỗi em một đấm à ha. À quên nữa, mình bắt đầu phải tích lính để mình farm dam được rồi nhờ mấy bạn. Đúng rồi, bắt đầu phải tích quân để farm dam thôi. Rồi để tích quân thì mình cần phải đặt mấy con ray ra ở giữa mày. Rồi cứ trước tiên cứ up mấy cái này lên mát cái đã. Rồi ok, vậy là mát hết rồi nhá, bắt đầu đặt ray ra thôi. Thì đây mình sẽ đặt những cái vị trí nó hợp lý xíu, ray ngay đây cũng được nè, một con ray ở đây đó, một con ray ngay đây đó, hợp lý. Bây giờ mình sẽ chỉnh nó thành lát thôi, ít tròn gịt nữa, lát tròn gịt đây, tròn gịt luôn. Aha, good 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 good. Bây giờ sẽ úp mắt nó lên để quay sang sẽ gọi là dồn để úp mắt mấy này lên, nó thủ mới ngon nữa bạn. Không phải thủ ngon nữa mà là nó làm cho mấy con quái nó bị làm chậm lại để mình gọi là làm gỏi nó nhanh hơn. Giờ sẽ bắt đầu auto net quay nhá. Vào cái tầm này thì auto net quay sẽ là sự lựa chọn hợp lý nhất. Auto net quay thôi, bắt đầu thôi, úp mấy quân này lên mắt cấp này, một em bị làm chậm ngay, mắt cấp làm chậm ngay, mát cấp luôn đấy, vừa bị làm chậm vừa để con kia nó đánh đó, bây giờ là hợp lý đó. Mấy này vô đây nó bị làm chậm cả đám hết đấy. Bây giờ mình phải lại cái chỗ mà mình đặt con Layami nè, cái chỗ này nè, mình bắt đầu tụ lại để mình bắt đầu bấm là vừa các bạn. Rồi tí mà tới quay quay 14 thì mình sẽ sell để mình tính toán kỹ kỹ mình sell quân, chứ mà sell mà ốc chó xíu là mình sẽ gọi là ăn hành nữa các bạn. Đó ngay đây một con nha, úp mát lên. Good 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 đó, hợp lý. Rồi ngay đây thì con Loner hả. Rồi quay 4 bạn. Quay 4 là bắt đầu cũng khoái nè bạn, thấy không, nó tích bắt đầu nhiều lắm rồi đó. Đó mình chỉ cần đánh cho nó bị dính làm chậm là thật là nhiều rồi được bạn. Thêm một con ngay đây nữa, càng làm chậm nhiều càng tốt, làm chậm càng nhiều càng tốt. Đấy vô đây
vô đây rồi mày bị đóng băng rồi. Rồi, hợp lý hợp lý. Thêm một con nữa, nếu mà được thì thêm một con ngay đây nữa. Này, hơi liều mạng xíu, úp ngay đây luôn. Xong. Giờ xong được cái vàng đó đó, bây giờ úp con lay mày ngay đây. Đấy, lay mày ngay đây. Mình chỉ cần một cú bấm thôi nên mình chỉ cần úp mắt một con là được. Đấy. Mình chỉ cần một cú bấm thôi. Net quay để quái nó tụ lại. Đó, quái nhiều rồi đó bạn. Bạn thấy rồi đó, quái nó đó bắt đầu nhiều rồi đó. Rồi, vậy là xong rồi nha. Úp cái con Layami này max cấp. Ngon. Úp con này lên max. Ngon. Xong rồi thêm một con ngay đây nữa. Rồi, ok, mọi thứ là được chuẩn bị hoàn tất hết rồi. Bây giờ mình sẽ đặt con Ray này ra ngay đây. Tầm chính giữa nè. Đó, để nó quánh được như quánh. Bây giờ mình sẽ bán một vài cái nhà đi, tại mình không có thời gian mình ngồi bán hết. Mình biết là mình đặt thêm một vài con Ray là hết hết maximum rồi bạn. Đó. Rồi, ok, chỉnh nó thành lát để cho nó đó, hợp lý đó bạn. Giờ chỉ cần mà con boss nó ra thôi, mình chỉ cần một cú click thôi là mình sẽ farm được rất là nhiều đam. Bạn hãy xem đam của mình khi mà con boss ra nha. Rồi. Quái vô tới đây, không sao. Chỉ cần trì quản cho nó thôi. Đó, good good good. Rồi, khá là nhiều quái đây, khá là nhiều quái đây. Nhiều đây, nhiều đây. Rồi. Đông lắm á bạn ơi, đông lắm bạn ơi. Nhiều chưa, nhiều chưa. Với cái lượng này thì mình có thể gọi là thoải mái mà tàn sát cho nó, bán con A luôn. Ôi, mình thấy là nãy giờ hình như mấy con Ray này đấm chết hết quân của tôi luôn rồi. Nguy đó nhờ, sao nãy giờ mình thấy nghe nãy nhiều lắm mà giờ con A, con Ray nó ném bể đầu mấy con này hết rồi. Thôi kệ đi, được nhiều hay nhiều các bạn. Đó, bên đây nè, bên đây nhiều đó bạn. Đó, bên cái đàn zin giặc này khá là nhiều nè. Đó, mình nghĩ là chắc là 10 mét đam đó bạn. Để coi. Khá nhiều lắm rồi, nè ngay chỗ mình đặt nè, nó bao quát hết nguyên cái map nè. Bởi mình cần cái map khúc khuỷu là gì đó. Để coi sao con boss nó còn con quái nào, nó vẫn còn bạn. Sao con quái vẫn còn, sao con boss vẫn còn quái, nên là cứ từ từ thông dong. Bình tĩnh, bình tĩnh. Rồi bây giờ con hết rồi đó nghe bạn, mình sẽ bắt đầu bấm nha. Mình mong là sẽ được khoảng 10 triệu đam là được các bạn. Rồi chắc 10 triệu là hơi xa vời đó bạn. Click chuột thôi, 7 triệu tư các bạn. Wow, thì nếu mà các bạn gọi là thủ sử dụng cái này nó gọi là hợp lý mình á, thì các bạn sẽ có được cái lượng đam mà khổng lồ hơn mình. Tuy nhiên rồi, tại vì đây cũng là lần đầu mình test, các bạn có thể kiếm một cái map nào đó nó ngon ăn hơn, thì mình nghĩ là cái map cuối sẽ là một cái sự lựa chọn hợp lý nếu như các bạn mà có được những cái quân mà thủ ngon các bạn. Chẳng hạn như là sặc với con nát sư này nó sẽ gọi là thủ ngon hơn cái combo của mình. Thì đó là một trong những cái cách mà để cho các bạn tạo được cái nguồn mà sát thương mà cao nhất ở trong cái story này. Thì đối với mình là 7 triệu mét đam thì cũng gọi là hợp lý đó. 7 triệu mét đam thì nó sẽ cho mình khoảng 2-3 lần, khoảng 30 xem bạn. Thì các bạn nên gọi là lựa một cái map nó hợp lý hơn để sử dụng cái chiến thuật này. Đó là mình chỉ gọi là cho các bạn cái cần câu thôi. Còn cá thì các bạn phải tự mà cố gắng đi bắt. Đó, đại khái là vậy. Rồi, thì đó là tất cả những gì mình muốn hướng dẫn cho các bạn về cái cách mà farm đam ở trong story map. Nếu mà các bạn mà muốn làm về cái vấn đề gì thì các bạn hãy để lại comment, mình sẽ cố gắng làm đúng như cái mà yêu cầu của các bạn. Tại vì cái nghề YouTube này mình cũng chỉ là làm mua vui các bạn thôi. Rồi, đại khái là vậy. Rồi, cảm ơn các bạn đã lựa chọn video của mình trong hàng triệu video khác. Giờ thì bye bye.